Sản phẩm máy xe ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson, công suất hoạt động 400W, lưỡi dao bằng inox, chất liệu cối bằng nhựa ABS bền chắc, đa năng, an toàn và bền bỉ. Hãy lựa chọn ngay dòng sản phẩm máy xe ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson để mình có thể kết hợp giữa máy ép trái cây và máy xay sinh tố nhiều cối. Thiết kế đa năng bao gồm bộ máy ép chuyên dụng, cối xay sinh tố, cối xay thịt, cối xay khô, đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm cho cả gia đình. Máy xe ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, bảo hành 12 tháng và mức giá 1.090.000 đồng. Đừng quên nhận thêm quà tặng nồi nấu điện cao cấp, màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm bộ 6 chén 6 muỗng sứ. Golson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Cơ hội nhận ngay quà tặng giá trị hấp dẫn chỉ có cùng với chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Sở hữu nồi lẩu điện màu sắc ngẫu nhiên, dùng tích lớn 3 lít, mâm nhiệt đúc nguyên khối, truyền nhiệt nhanh, vã nhiệt đều, lòng nồi tráng men chống dính, dễ dàng chế biến các món ăn như nấu lẩu, các món chiên xào. Mua sắm nhiều hơn, nhận quà vui hơn cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị các bạn thân mến, với dòng sản phẩm ngày hôm nay là máy xe ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson thì chúng ta sẽ dễ dàng tận dụng tất cả các cối trong bộ sản phẩm này để sơ chế thực phẩm quý vị nha. Từ cối xay khô thì chúng ta có thể là xay những cái hạt tiêu, những cái loại hạt cứng nè, hay là xay thịt cho gia đình của mình rất là tiện lợi. Tháo lắp lưỡi dao cũng cực kỳ đơn giản luôn, và quý vị các bạn chúng ta chỉ cần bật nút mà thôi, nút 1 hoặc là nút 2 quý vị và các bạn nha. Còn nếu như chúng ta muốn thưởng thức những ly sinh tố thật là mát lạnh, thơm ngon cho những ngày oi bức ở trong gia đình của mình thì chỉ cần đó là chúng ta lắp vào phần cối xay sinh tố mà thôi. Dung tích lớn, quý vị có thể làm một lần như vậy nhiều ly sinh tố cho cả nhà chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có thể ép trái cây đơn giản vô cùng. Đây là một giải pháp để giúp cho những người nội trợ có thể tiết kiệm được không gian bếp, thay vì quý vị và các bạn có thể là sắm sửa rất là nhiều chiếc cối khác nhau, nào là máy xay thịt, nào là máy ép trái cây, nào là máy xay sinh tố. Thì hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đa năng đến từ thương hiệu Golson, một chiếc máy xay ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golson, có chức năng là ép chuyên dụng, xay sinh tố, xay thịt hoặc là xay khô, dễ dàng tháo lắp các cối và phụ kiện khác nhau, không có trùng lắp và lẫn lộn những cái mùi trong thực phẩm vào những cái ly sinh tố mát lạnh, đảm bảo vệ sinh an toàn và dễ dàng vệ sinh chùi rửa với cối nhựa ABS bền chắc và trong suốt. Mức giá chúng tôi đang áp dụng chỉ là 1.090.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng và đặt hàng trong chương trình này thì còn có thêm quà tặng hấp dẫn quý vị nha. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ được nhận tặng thêm một nồi lẩu điện dung tích 3 lít để chúng ta có thể làm những cái món lẩu hấp dẫn thơm ngon cho gia đình của mình. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, gọi điện thoại đặt hàng với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Trong bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng trên kênh Mua Sắm VTV Hyundai Home Shopping. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Golson, thương hiệu được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao với máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson quý vị và các bạn nha. Có rất là nhiều phụ kiện ở trong một bộ sản phẩm như thế này. Chúng ta sẽ có ngay đó chính là bộ máy ép chuyên dụng, cối xay sinh tố, cối xay thịt và cối xay khô. Đặc biệt đây là chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng để quý vị và các bạn có một mức giá rất là ưu đãi. Chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá là 1.090.000 đồng, đã có ngay máy xe ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golson và còn có thêm quà tặng là nồi lẩu điện cao cấp dung tích 3 lít cũng đến từ thương hiệu Golson quý vị và các bạn nha. Ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian bếp cùng với Phụng Yến để chúng ta có thể sơ chế rất là nhiều món ăn đang chờ đón quý vị. Có thể nói là công việc sơ chế thực phẩm ở trong gia đình của chúng ta đôi khi khiến quý vị và các bạn chúng ta mất khá là nhiều thời gian, phải không ạ? Nhiều khi là mình băm thịt nè, hay là mình xay tiêu rồi mình băm tỏi chẳng hạn, quý vị phải chạm trực tiếp tay của mình vào, và mỗi lần thì mình làm được một cái lượng nhỏ nhỏ thôi mà sợ là ám mùi vào trong tay của chúng ta cũng như là mất công rất là nhiều. Nhưng mà với chiếc máy này thì sao? Chúng ta có những cái chiếc cối chuyên dụng, những cái cối dành riêng cho việc mình xay hạt nè, hay là xay những cái loại thực phẩm khô và ướt nữa quý vị các bạn nha. Và ở đây Phụng Yến đang lắp vào là cả hai phần cối như thế này. Một bên thì Phụng Yến để tiêu, còn nguyên hạt quý vị và các bạn à. Còn một bên á thì là để phần thịt kết hợp chung với lại cà rốt rồi nấm mèo nè. Chúng ta có thể là xay nhuyễn cái phần thịt heo này của mình ra và mình có thể là dễ dàng mình làm nhân chả giò quý vị và các bạn nha. Và cách chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này thì sao nào? Sau khi mình đã lắp cối xay vào rồi thì nó sẽ có ngay đó chính là phần nút bật ở đây. Quý vị và các bạn chúng ta sẽ có thể là dễ dàng lựa chọn nút 1, nút 2 hoặc là nút nhồi trộn quý vị và các bạn nha. Và tiện lợi để chúng ta có thể là bật mở ngay thế này. Ngay khi một miếng bật mở thì cối đã xay rồi. Quý vị và các bạn có thể quan sát là công suất hoạt động 400W và chúng tôi đang thực hiện cùng một lúc với hai cối riêng biệt. Một bên là mình có thể xay tiêu, một bên mình có thể là xay các loại nhân ở bên trong. Ví dụ như là nhân chả giò hay là khổ qua dồn thịt quý vị và các bạn nha. Và có cái phần lưỡi dao như thế này bằng inox rất là sắc bén và có thể 4 chiều nữa. Mình có thể xay nhuyễn tất cả các loại nhân ở bên trong. Và công suất hoạt động mạnh mẽ như thế này sẽ giúp cho những người nội trợ có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và tiết kiệm được công sức nữa. Đến từ thương hiệu Golson, với cối xay khô chúng ta
ta có lưỡi dao 2 chiều và với cối xay thịt thì chúng ta sẽ có lưỡi dao 4 chiều, giúp cho quý vị và các bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và chất liệu nhựa cối là ABS trong suốt và bền chắc để dễ dàng quan sát trong suốt quá trình mình xay nhuyễn ở bên trong, và mình còn dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Và như vậy là quý vị thấy đó, rất là nhanh chóng chúng ta có thể là xay tiêu, nhuyễn mịn, rồi phần thịt của chúng ta cũng đã được xay đã thành phần nhân hòa quyện chung với nhau quý vị và các bạn nha. Đó, và nút 1, nút 2, nút nhồi trộn, và chúng ta sẽ có thể là dễ dàng tắt đi, rất là đơn giản. Và bây giờ hãy cùng kiểm tra xem thành quả của chúng ta sau khi là mình xay chung với lại phần cối và lưỡi dao này như thế nào. Rất là dễ dàng để quý vị các bạn chúng ta bật mở ra quý vị và các bạn nha. Và khi mà quý vị và các bạn chúng ta kiểm tra đó thì mình sẽ thấy là mọi thứ nó đã nhuyễn mịn rồi quý vị và các bạn đó, không cần tốn thời gian quá nhiều như trước đây để chúng ta có thể là thực hiện nữa. Có thể là cho một chút tiêu vào bên trong thịt nè. Rồi đó, mình làm thêm nhân chả giò rất là hấp dẫn cho gia đình của chúng ta. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là cái phần nhân ở bên trong cùng với lại cà rốt, nấm mèo, và mình có thể là cho tiêu cũng với là cái phần gia vị nữa. Mình tiết kiệm rất là nhiều trong cái khâu sơ chế các loại món ăn khác nhau, đặc biệt là cái món chả giò quý vị và các bạn nha. Và cùng với chiếc máy xay này và cùng với chiếc cối này thì sẽ giúp cho những người nội trợ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Chả giò mình có thể là chuẩn bị với cái phần nguyên liệu ở bên trong rất là nhanh chóng và không tốn nhiều thời gian. Đó chính là những cái món mặn, những cái món chính trong cái bữa tiệc hàng ngày gia đình của mình. Còn nếu như mà mình muốn uống nước ép trái cây, mình muốn làm rau má đậu xanh thì sao Phụ Miễn ha? Chúng ta chỉ cần là tận dụng ngay đó chính là phần cối xay sinh tố quý vị và các bạn quý vị và các bạn chúng ta có thể là kết hợp cối xay sinh tố dành riêng, hoặc là chúng ta có thể là kết hợp chung với lại phần lưới lọc quý vị và các bạn nha. Đúng và rồi. Chúng ta làm những cái món nước ép rất là hấp dẫn. Ở đây thì Phụ Miễn đã lắp phần cối xay sinh tố của mình, cối lớn chung với lại phần lưới lọc của mình rồi, và ở bên trên đây thì nó sẽ có ngay một cái phần nắp quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là tháo mở nó ra rất là đơn giản tiện lợi như thế này, để chúng ta có thể là xay và cho thêm nhiều những cái loại rau má của mình vào ở bên trong quý vị và các bạn nha. Và cũng chỉ cần là bấm nút mà thôi. Wow. Quý vị và các bạn quan sát được là cái phần lưới lọc để giúp cho mình sẽ trở thành một chiếc máy lọc và máy ép như thế này, để mình có thể làm được cái món ví dụ như là rau má cùng với đậu xanh ở bên trong, và ra chất lượng nó chính là nước rau má nguyên chất, cùng với lại nếu như mình muốn uống ngọt hơn mình có thể là cho một ít đường, béo hơn mình cho một ít đậu xanh béo vào bên trong quý vị và các bạn nha. Và xay nhuyễn tất cả các loại rau má bên trong như thế này giúp cho mình là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Từ một vài chiếc máy có chức năng chuyên dụng là xay tất cả các loại hạt cứng hay là xay tất cả các loại thịt sống, thì bây giờ mình thay đổi một cái cối và mình thay đổi thì mình thêm cái phần lõi lọc ở bên trong nữa, sẽ giúp mình sẽ trở thành một chiếc máy ép nữa Phụ Miễn ha. Và với lưỡi lõi lọc này thì cũng lưỡi nhỏ quý vị các bạn nha, phần răng của nó rất là nhỏ để chúng ta có thể lọc sát được luôn. Rồi bây giờ sau khi là Phụ Miễn nhấc cái phần cối mà chúng ta dùng ép ra thì quý vị các bạn chúng ta có thể là đổi vào đó quý vị nha. Lấy phần lưới lọc ra thì chúng ta sẽ có ngay một cối để mình có thể là dễ dàng mình làm sinh tố luôn cho gia đình của chúng ta. Bây giờ là Minh Trí sẽ thay đổi một chiếc cối khác để giúp cho quý vị và các bạn có thể hình dung được là nếu như mình không sử dụng ngay với lại một cái lõi lọc ở bên trong Phụ Miễn ha, thì mình sẽ trở thành là một chiếc máy xay trái cây và xay sinh tố rất là hấp dẫn. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là dễ dàng xay cắt nghiền trộn dòng sản phẩm này cùng với lại chiếc máy ngày hôm nay quý vị và các bạn. Và khi quý vị các bạn chúng ta bật nút thì sao nào, cả phần đó là đá lạnh nè, sữa nè, cũng như là sinh tố sẽ được nghiền đều cùng với nhau. Trong thời gian ngắn mà thôi, cùng với công suất hoạt động là 400W thì giờ đây chúng ta sẽ trở thành một chiếc máy xay sinh tố bên trong với cối là chất liệu nhựa ABS trong suốt và bền chắc, để mình sẽ trở thành một chiếc máy như thế này cùng với ra những ly sinh tố đầy đủ những chất dinh dưỡng hơn, và trong thời gian ngắn mà thôi quý vị và các bạn nha. 5, 4, 3, 2, 1 và đã hoàn thành xong. Wow. Và như vậy là quý vị các bạn chúng ta thấy đó, rất là tiện lợi để mình có thể là vừa làm nước ép nè, vừa làm sinh tố cho gia đình của chúng ta quý vị các bạn nha. Đơn giản và dễ dàng vô cùng luôn. Wow. Mình có rau má rồi, Minh Trí có sinh tố bơ. Như vậy là trong những cái buổi tiệc, trong những cái lúc mà trời nắng nóng nè, mình đang muốn cung cấp thêm những cái ly sinh tố hay là những cái ly nước ép trái cây mát lạnh, thì giờ đây đã có ngay đến từ máy ép trái cây và xay đa năng nữa, thương hiệu Golden quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta khi mà lựa chọn dòng sản phẩm này thì mình còn có thể là dễ dàng mình lắp ngay đó chính là phần thân cối ép chung với lại trục ép luôn quý vị các bạn và có một phần trục ép riêng cho mình quý vị nhé. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ sử dụng rất là dễ dàng. Và cùng với bộ máy ép chuyên dụng thì các bạn có thể quan sát được đó chính là cái lưỡi dao ép bằng inox rất là sắc bén như thế này, để mình có thể là xay ép tất cả các loại trái cây khác nhau quý vị các bạn nha. Và kế bên thì Minh Trí đã chuẩn bị sẵn đó chính là cái phần là mình chuẩn bị cái món nước ép lựu cung cấp rất là nhiều vitamin ở bên trong, và chỉ cần là sử dụng nó là một nút vàng mà thôi, và sau đó thì cô bạn có thể là sử dụng chung với là cái trục ép như thế này để mình cho ra được những ly nước ép nguyên chất Phụ Miễn ha. Và dễ dàng để quý vị các bạn chúng ta bật mở nước ép của chúng ta lên và
xay rất là nhanh chóng quý vị và các bạn nha. Ngay lập tức là chúng ta sẽ thấy là phần xác của lụa sẽ nằm sang một bên và nước ép sẽ ra ngăn ở còn lại quý vị và các bạn à. Và khi mà chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này đó quý vị và các bạn, chúng ta còn có thể là dễ dàng để mình có thể ép trái cây nè, cắt muối cong nó ra và sau đó chúng ta sẽ tiện lợi cho vào ngay bên trong. Ở đây thì quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có một trục ép và mình có thể là nhấn nhẹ xuống quý vị và các bạn nha. Rất là đơn giản luôn để chúng ta có thể là ép ngay những ly nước ép thơm ngon cho gia đình của mình. Tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được công sức cho những người nội trợ để chúng ta có thể là cho ra được những ly nước ép lụa nguyên chất như thế này quý vị và các bạn nha. Công suất hoạt động là 400W và chúng ta đang có ngay đến từ thương hiệu Golson. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là nó rất là nhanh chóng để mình có thể là ép ngay tại nhà của mình. Và việc chùi rửa vệ sinh thì mình có thể là tháo rời các bộ phận cũng nhanh gọn vô cùng. Và khi quý vị các bạn chúng ta thực hiện xong thì chỉ cần là một nút bật thôi, đó mình đã có ngay đó chính là phần ly nước ép lụa như thế này quý vị các bạn à. Wow. Và trong khi đó thì Minh Trí có thể là dễ dàng bật mở nồi lẩu quà tặng của mình đi nha. Rồi bây giờ là với phần ly nước ép lụa đó thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là mình sẽ uống nước ép nguyên chất quý vị các bạn nha, không có pha lẫn những cái tạp chất ở bên trong này. Uống nước ép nguyên chất với nhiều những cái vitamin nè, chăm sóc cho sức đề kháng của gia đình chúng ta. Rồi quý vị các bạn chúng ta có thể là đổi món ngày mỗi ngày quý vị nhé. Hôm nay mình uống nước ép lụa nè, hôm sau là mình có thể là đổi một cái loại nước ép khác chẳng hạn, nước ép thơm chẳng hạn. Rồi quý vị các bạn chúng ta thấy là nước ép thì mình cũng có thể là ép đơn giản luôn. Rồi nếu mà chúng ta muốn uống sinh tố đó thì mình cũng có thể rất là tiện lợi mình thưởng thức ngay sinh tố bơ quý vị các bạn nha. Đó, vừa uống nước ép nè, có vitamin, vừa uống sinh tố bơ tùy vào khẩu vị của những thành viên trong gia đình của mình mà mình có thể là dễ dàng lựa chọn ngay một cái mùi vị cho phù hợp. Ví dụ như là cả hai loại này mình Yến đều thích luôn đó, uống hết luôn được không? Quý vị các bạn có thể quan sát là trong những cái dịp cuối tuần, trong những cái ngày nghỉ thì chúng ta có thể là thoải mái sử dụng ngay với máy xay ép đa năng của thương hiệu Golson. Một bên là mình làm được món sinh tố và một bên mình có thể làm được những cái món nước ép lụa khác nhau quý vị các bạn nha. Và chúng tôi đang mang đến cho quý vị các bạn một dòng sản phẩm với mức giá rất là ưu đãi, 1.090.000 đồng và được bảo hành trong vòng 12 tháng để chúng ta sẽ có ngay máy xay ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golson. Còn nhận thêm quà tặng đó chính là nồi lẩu điện cao cấp của thương hiệu Golson, màu sắc ngẫu nhiên và dung tích lớn lên đến 3 lít quý vị nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì mình sẽ rất là yên tâm với phần lưỡi dao bằng thép không rỉ như thế này quý vị các bạn nha. Nó xoay liên tục luôn và việc quý vị và các bạn chúng ta vệ sinh chùi rửa sau khi mình xay xong cũng sẽ rất là đơn giản. Và lưỡi dao này quý vị các bạn chúng ta sẽ sử dụng rất là bền bỉ trong một thời gian dài cùng với gia đình chúng ta. Và đừng bỏ lỡ cơ hội của chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng cùng với thương hiệu Golson. Không chỉ là mình làm nước ép, không chỉ là mình làm sinh tố đâu, mà mình còn nấu lẩu chung với lại sản phẩm quà tặng nữa. Sản phẩm quà tặng giá trị tuy nhiên số lượng chỉ có giới hạn mà thôi. Một nồi lẩu điện với dung tích lớn như thế này và một nút vặn nhiệt độ để tùy theo từng món ăn thì quý vị các bạn có thể là điều chỉnh nhiệt độ với công suất hoạt động mạnh mẽ. Màu sắc được giao hàng ngẫu nhiên và ở bên trong thì quý vị các bạn có thể quan sát là vừa mới vặn nút mà thôi, trong thời gian ngắn thì cái nước dùng sẽ sôi rất là nhanh và từ đó chúng ta có thể thoải mái làm được những cái món lẩu hấp dẫn phụ miệng ha. Và quý vị các bạn chúng ta hình dung là dung tích là 3 lít cũng rất là lớn luôn để mình có thể là cho thật là nhiều những cái phần tôm cua nè hay là lẩu cá chẳng hạn. Rồi quý vị các bạn chúng ta làm lẩu hải sản vào cuối tuần rồi cho thêm là rau vào ở bên trong. Đó, ngọc nồi của mình luôn quý vị nha. Dung tích lớn và lòng nồi còn có lớp chống dính nữa. Dễ dàng để quý vị các bạn chúng ta vệ sinh chùi rửa và núng vặn như thế này. Đây quý vị các bạn chúng ta sẽ xoay chuyển rất là đơn giản luôn. Điều chỉnh nhiệt độ cao và mình có một cái nồi lẩu rất là hấp dẫn cho cả gia đình. Ngay bây giờ thì quý vị các bạn hãy nhanh tay gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên TV gia đình của mình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhinhdai.vn. Đây là chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng và số lượng phát sóng chỉ có giới hạn mà thôi. Chúc cho quý vị các bạn có một đơn đặt hàng thành công. Quý vị các bạn thân mến, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng hôm nay cùng với thương hiệu Golson để lựa chọn ngay máy xay ép đa năng có đến 4 cối của thương hiệu Golson quý vị các bạn nha. Với chiếc máy này thì quý vị các bạn chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi giữa những cối khác nhau để chúng ta có thể là xay những loại hạt cứng nè, xay thịt cho gia đình của mình, xay cá, xay tôm rất là đơn giản để làm những cái phần nhân chả giò hay là làm chảo tôm cho gia đình của chúng ta. Rồi kinh nếu mà quý vị các bạn chúng ta muốn uống sinh tố, uống nước ép thì đều có thể rất là đơn giản để thực hiện ngay tại nhà mình đi ha. Và đây là một cơ hội để quý vị các bạn có thể nhìn lại bên trên kệ bếp gia đình của mình, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy xay tiêu, những chiếc máy chuyên dụng khác nhau làm chúng ta sẽ cảm nhận là rất là nhiều, chiếm rất là nhiều diện tích không gian bếp. Nhưng hôm nay một dòng sản phẩm đa chức năng với 4 cối riêng biệt, chúng ta sẽ có ngay là vừa xay tiêu nè, vừa xay hạt cứng, hay là mình có cối xay thịt riêng biệt, rồi cối xay sinh tố kết hợp với lưới lọc và ngay cả một bộ ép trái cây chuyên dụng để các bạn có thể là linh động thay đổi từng bộ phận và từng chức năng riêng biệt như thế này, tiết kiệm được thời gian, dễ dàng vệ sinh chùi rửa và không có lẫn lộn những cái mùi thực phẩm lại với
với nhau nữa, đảm bảo là cái sự hấp dẫn trong từng mùi vị từng món ăn. Và mức giá chúng tôi đang áp dụng chỉ là 1.090.000 đồng mà thôi, được bảo hành trong vòng 12 tháng để có chọn một bộ máy xe ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golden. Thương hiệu được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, và đừng quên nhận thêm nồi lẩu điện cao cấp màu sắc ngẫu nhiên dung tích 3 lít. Nồi lẩu điện này cũng đến từ thương hiệu Golden, cũng đã từng là sản phẩm bán rất chạy, và hôm nay sẽ là quà tặng đi kèm nếu như quý vị và các bạn đặt hàng thành công bằng cách gọi vào số tổng đài hiển thị trên TV để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi và miễn phí chi phí vận chuyển trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Hãy lựa chọn ngay máy xe ép đa năng 4 cối Golden, công suất hoạt động rất mạnh mẽ 400W, lưỡi dao bằng inox sử dụng bền chắc, chất liệu cối bằng nhựa ABS bền chắc. Quý vị các bạn chúng ta sẽ yên tâm sử dụng an toàn, đa năng an toàn và bền bỉ. Kết hợp giữa máy ép trái cây và máy xay sinh tố nhiều cối với thiết kế đa năng gồm bộ máy ép chuyên dụng, cối xay sinh tố, cối xay thịt, cối xay khô, đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm của cả gia đình. Máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, bảo hành 12 tháng và mức giá 1.090.000 đồng. Đừng quên nhận thêm quà tặng nồi lẩu điện cao cấp màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm bộ 6 chén 6 muỗng sứ Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Cơ hội nhận ngay quà tặng giá trị hấp dẫn chỉ có cùng với chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Sở hữu nồi lẩu điện màu sắc ngẫu nhiên dùng tích lớn 3 lít, mâm nhiệt đúc nguyên khối, truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, lòng nồi tráng men chống dính. Dễ dàng chế biến các món ăn như nấu lẩu, các món chiên xào. Mua sắm nhiều hơn, nhận quà vui hơn cùng VTV Hyundai Home Shopping. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị ơi, thời gian của chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng cùng với thương hiệu Golden ngày hôm nay đang trôi qua rất nhanh. Hãy nắm bắt cơ hội rất là hấp dẫn này và chúng ta mang về bộ máy xay ép đa năng chất lượng của Golden quý vị nha. Và từ đó là cái công việc mình sơ chế thực phẩm ngay tại nhà với hạt cà phê nè, hay là việc xay cá, xay thịt đều rất là đơn giản. Bây giờ chỉ cần là bật nút mà thôi. Quý vị và các bạn có thể quan sát là công suất hoạt động 400W, và chúng ta sẽ có những chiếc cối riêng biệt. Cùng với cối xay khô chúng ta sẽ có lưỡi dao 2 chiều, và cối xay thịt thì chúng ta sẽ có lưỡi dao 4 chiều cùng với chất liệu nhựa ABS trong suốt và có thể xay nhuyễn tất cả các loại thực phẩm ở bên trong, tiết kiệm được thời gian và công sức dành cho những người nội trợ. 5, 4, 3, 2, 1. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể là rất là đơn giản ngay tại gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và mình có thể là xay các nghiền trộn thực phẩm đơn giản vô cùng luôn quý vị và các bạn à. Và từ đó quý vị và các bạn chúng ta sẽ rút gọn thời gian chăm sóc cho những món thức ăn ở gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Đó, từ những cái hạt cà phê, hạt rất là lớn và cứng luôn, thì giờ đây là đã được xay nhuyễn mịn ra rồi quý vị và các bạn à. Và chúng ta có thể là làm chảo tôm nè, có thể là làm chảo cá, cá viên chiên, hay là quý vị làm nhân chả giò chẳng hạn, rất là đơn giản tiện lợi. Và cùng với những cái món như vậy thì các bạn sẽ lo lắng là nếu như mà ở nhà của mình thì chỉ có những chiếc máy xay là có 1 hoặc là 2 cối mà thôi, do đó thì mình sẽ lo lắng là nó sẽ lẫn lộn những cái mùi thực phẩm lại với nhau. Tuy nhiên đối với thương hiệu Golden và với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có 4 cối riêng biệt. Chúng ta sẽ có cối xay khô nè, cối xay thực phẩm tươi sống, còn bây giờ sẽ là cối sinh tố quý vị nha. Và với cối sinh tố này thì quý vị sẽ thấy là nó rất là lớn đúng không ạ, và rất là nhanh chóng để quý vị các bạn chúng ta có thể là xay ngay một ly sinh tố dâu cho gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và lúc mà mình chuẩn bị sinh tố như vậy đó, nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta có thể là thưởng thức rất là nhiều những hàm lượng vitamin, những khoáng chất có lợi cho sức khỏe của mình, uống sinh tố mỗi ngày và mình đổi món mỗi ngày luôn quý vị ạ. Như vậy là quý vị và các bạn trong thời gian ngắn thôi, những người nội trợ sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Mình cho ra cùng một lúc nhiều ly sinh tố dâu mát lạnh như thế này, trong những ngày hè oi bức nè, thời tiết thay đổi, mình muốn cung cấp thêm những cái vitamin và chất xơ bên trong từng món sinh tố trái cây, thì chúng ta cũng đã có ngay với máy xay ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golden, thương hiệu được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Bây giờ thì đã có ngay những ly nước sinh tố rồi, thì chúng ta cũng nên quan tâm là nếu như mà quý vị các bạn muốn uống nước ép trái cây thì chúng ta sẽ có ngay một bộ máy ép chuyên dụng khi mà mình thay đổi các phụ kiện ở bên trong quý vị nha. Và mình chỉ cần là bật nút lên thôi, sau đó là chúng ta sẽ cho trái cây vào quý vị các bạn nha. Ở bên trên phần thân cối thì có ngay đó là phần trục để quý vị các bạn chúng ta có thể là nhấn nhồi và trái cây của mình xuống. Và khi ngay bây giờ quý vị các bạn chúng ta có thể là bật nút 1 bắt đầu nè, và mình có thể là dễ dàng đó, mình ép cùng với lại cà rốt, quý vị cho từng thanh cà rốt vào, chúng ta nhấn nhẹ xuống quý vị và các bạn nha. Wow, như vậy là chúng ta không những là làm được một loại nước ép trái cây mà mình cũng có thể là kết hợp chung với lại thơm nữa phụ miếng ha.
Như vậy là chúng ta làm những cái nước ép trái cây hỗn hợp nè cho gia đình của chúng ta, có rất là nhiều vitamin C cũng như là vitamin A ở trong thơm cũng như là cà rốt quý vị các bạn nha. Và mình có thể là kết hợp chung với nhau, một bên là sẽ có là phần xác của trái cây ra nè, còn một bên là phần nước sẽ được ép chặt xuống luôn. Quý vị và các bạn quan sát được, đó chính là công suất hoạt động 400W. Thì chúng ta sẽ cho ra được những ly nước ép trái cây nguyên chất ngay tại không gian bếp gia đình của mình, tiết kiệm được thời gian và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả nhà quý vị nha. Rồi, bây giờ hoàn thành xong rồi, Phụng Yến thấy là wow, màu của thơm chung với lại cà rốt đây, rất là đẹp, rất là hấp dẫn quý vị và các bạn nha. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức nào. Wow, quý vị có thể lựa chọn trái cây tươi nè, nguyên chất ngay tại nhà, không cần phải pha thêm những cái loại nhờ gia vị khác nữa, mà chúng ta có thể là thực hiện với hương vị rất là thơm ngon luôn và chăm sóc cơ thể và đặc biệt là làn da của các chị em mình rất là tốt luôn đó mình Trí à. Chị em phụ nữ thì cũng rất là thích những cái món nước ép trái cây nguyên chất, và giờ đây chúng ta sẽ đảm bảo là mình hài lòng và an tâm khi mà quý vị sở hữu được một chiếc máy xay ép đa năng 4 cối đến từ thương hiệu được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, đó chính là thương hiệu Golden. Cái vị của nó như thế nào Phụng Yến? Phải nói là cà rốt thơm nè, chung với lại cái trái thơm của chúng ta nữa, nó chua chua ngọt ngọt nữa. Hương vị rất là thơm ngon mà không có pha đường vào đây quý vị các bạn à. Không có pha cái gì cả, chúng ta uống nguyên chất rất là tốt cho sức khỏe của mình. Rất là tốt cho sức khỏe nếu như mà quý vị và các bạn đã có ngay được máy xếp đa năng 4 cối của thương hiệu Golden. Và đừng quên đặt hàng thành công ngay bây giờ để chúng ta còn có thêm quà tặng nữa. Một nồi lẩu điện của thương hiệu Golden với dung tích 3 lít, một nút vặn nhiệt độ mà thôi. Không những là nấu lẩu mà giờ đây thì Minh Trí đã sử dụng ngay với sản phẩm quà tặng chất lượng như thế này để mình có thể là chế biến được những cái món, ví dụ là những cái món chiên ngập dầu bên trong gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Một nút vặn về nhiệt độ để tùy theo từng món ăn thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh. Và sau khi điều chỉnh xong rồi thì bên trong cái lượng ngập dầu của nó đã sôi rất là nhanh và giờ đây mình có thể làm được những cái món chiên giòn nữa Phụ Miễn ha. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có thể là dễ dàng thực hiện chung với những thành viên trong gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là chiên rất là nhiều thực phẩm luôn bởi vì dung tích lớn của nồi này lên đến là 3 lít quý vị và các bạn nha. 3 lít thì quý vị và các bạn chúng ta có thể là tiện lợi mình nấu một cái lượng thức ăn rất là nhiều cho gia đình của chúng ta luôn. Ngay cả trong những cái bữa tiệc đó thì quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là thực hiện đơn giản, nhanh gọn lẹ cho cả nhà mình quý vị ạ. Và cơ hội nhận quà tặng là một nồi lẩu điện dung tích 3 lít chỉ có cùng với chương trình ngày thương hiệu vàng mà thôi quý vị nha. Và hãy cùng nhìn lại mức giá mà chúng ta sẽ sở hữu dòng sản phẩm này, chỉ có 1.090.000 đồng. Nhận thêm quà tặng nồi lẩu điện cao cấp màu sắc thì chúng ta sẽ giao hàng ngẫu nhiên cho quý vị nhé. Nhưng yên tâm, hàng chính hãng của thương hiệu Golden. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này, thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với chúng tôi tại vtvhyundai.vn. Trọn bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden, công suất hoạt động 400W, lưỡi dao bằng inox, chất liệu cối bằng nhựa ABS bền chắc, đa năng, an toàn và bền bỉ. Hãy lựa chọn ngay dòng sản phẩm máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden để mình có thể kết hợp giữa máy ép trái cây và máy xay sinh tố nhiều cối. Thiết kế đa năng bao gồm bộ máy ép chuyên dụng, cối xay sinh tố, cối xay thịt, cối xay khô, đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm cho cả gia đình. Máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày thương hiệu vàng, bảo hành 12 tháng và mức giá 1.090.000 đồng. Đừng quên nhận thêm quà tặng nồi lẩu điện cao cấp màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm bộ 6 chén 6 muỗng sứ Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Cơ hội nhận ngay quà tặng giá trị hấp dẫn chỉ có cùng với chương trình ngay thương hiệu vàng, sở hữu nồi lẩu điện màu sắc ngẫu nhiên dùng tích lớn 3 lít, mâm nhiệt đúc nguyên khối, truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, lòng nồi tráng men chống dính, dễ dàng chế biến các món ăn như nấu lẩu, các món chiên xào. Mua sắm nhiều hơn, nhận quà vui hơn cùng VTV Hyundai Hợp Phúc Biên. Quý vị các bạn thân mến, với dòng sản phẩm ngày hôm nay là máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden thì chúng ta sẽ dễ dàng tận dụng tất cả các cối trong bộ sản phẩm này để sơ chế thực phẩm quý vị nha. Từ cối xay khô thì chúng ta có thể là xay những cái hạt tiêu, những cái loại hạt cứng nè, hay là xay thịt cho gia đình của mình rất là tiện lợi. Tháo lắp lưỡi dao cũng cực kỳ đơn giản luôn, và quý vị các bạn chúng ta chỉ cần bật nút mà thôi, nút 1 hoặc là nút 2 quý vị và các bạn nha. Còn nếu như chúng ta muốn thưởng thức những ly sinh tố thật là mát lạnh thơm ngon cho những ngày oi bức ở trong gia đình của mình thì chỉ cần đó là chúng ta lắp vào phần cối xay sinh tố mà thôi. Dung tích lớn quý vị có thể là làm một lần như vậy nhiều ly sinh tố cho cả nhà chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có thể ép trái cây đơn giản vô cùng. Đây là một giải pháp để giúp cho những người nội trợ có thể tiết kiệm được không gian bếp, thay vì quý vị và các bạn có thể là sắm sửa rất là nhiều chiếc cối khác nhau, nào là máy xay thịt, nào là máy ép trái cây, nào là máy xay sinh tố. Thì hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đa năng đến từ thương hiệu Golden, một chiếc máy xay ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golden, có chức năng là ép chuyên dụng, xay sinh tố, xay thịt hoặc là xay khô, dễ dàng
dàng tháo lắp các khối và phụ kiện khác nhau, không có trùng lắp và lẫn lộn những cái mùi trong thực phẩm vào những cái ly sinh tố mát lạnh, đảm bảo vệ sinh an toàn và dễ dàng vệ sinh chừa rửa với khối nhựa ABS bền chắc và trong suốt. Mức giá chúng tôi đang áp dụng chỉ là 1.090.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng, và đặt hàng trong chương trình này thì còn có thêm quà tặng hấp dẫn quý vị nha. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ được nhận tặng thêm một nồi lẩu điện dung tích 3 lít để chúng ta có thể làm những cái món lẩu hấp dẫn thơm ngon cho gia đình của mình. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội gọi điện thoại đặt hàng với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Trong bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà và miễn phí phí vận chuyển trên toàn quốc. Như vậy là chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng sắp kết thúc. Trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt thì các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt để chúng ta có một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, thương hiệu Golden. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn trọn bộ sản phẩm này thì mình sẽ có là một cối TF đa năng quý vị nha. Công suất hoạt động 400W rất là mạnh mẽ và có 4 cối đi kèm luôn. Quý vị có là cối xay sinh tố mình làm nước ép được, chung với phần cối xay hạt cứng nè, cũng như là cối xay ướt cho gia đình của chúng ta quý vị các bạn nha. Còn có thêm là một cối ép chuyên dụng nữa. Golden thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Hãy nhanh tay lựa chọn dòng sản phẩm này với mức giá ưu đãi chúng tôi gửi đến 1.090.000 đồng và nhận thêm quà tặng. 1.090.000 đồng của các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng và còn nhận thêm quà tặng. Quà tặng có giá trị, tuy nhiên số lượng chỉ có giới hạn trong kho hàng mà thôi. Đó chính là một nồi lẩu điện dung tích 3 lít. Nồi lẩu điện này cũng đến từ thương hiệu Golden, cũng đã từng là dòng sản phẩm chính được bán đất chạy, nhưng hôm nay sẽ là quà tặng hấp dẫn đi kèm nếu như quý vị các bạn đặt hàng thành công bằng cách gọi ngay bây giờ vào số tổng đài đang hiển thị trên TV hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn. Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn, chúng tôi đều có thể giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển quý vị và các bạn nha. Và chúng tôi hy vọng là gia đình của mình sẽ luôn có những cái bữa ăn quây quần thật là thơm ngon cùng với nhau quý vị và các bạn nhé. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Quý vị các bạn thân mến, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng hôm nay cùng với thương hiệu Golden để lựa chọn ngay máy xay ép đa năng có đến 4 cối của thương hiệu Golden quý vị và các bạn nha. Với chiếc máy này thì quý vị các bạn chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi giữa những cối khác nhau để chúng ta có thể là xay những loại hạt cứng nè, xay thịt cho gia đình của mình, xay cá, xay tôm rất là đơn giản để làm những cái phần nhân chả giò hay là làm chảo tôm cho gia đình của chúng ta. Rồi khi nếu mà quý vị các bạn chúng ta muốn uống sinh tố, uống nước ép thì đều có thể rất là đơn giản để thực hiện ngay tại nhà mình đi ha. Và đây là một cơ hội để quý vị các bạn có thể nhìn lại bên trên kệ bếp gia đình của mình, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy xay tiêu, những chiếc máy chuyên dụng khác nhau làm chúng ta sẽ cảm nhận là rất là nhiều, chiếm rất là nhiều diện tích không gian bếp. Nhưng hôm nay một dòng sản phẩm đa chức năng với 4 cối riêng biệt, chúng ta sẽ có ngay là vừa xay tiêu nè, vừa xay hạt cứng, hay là mình có cối xay thịt riêng biệt, rồi cối xay sinh tố kết hợp với lưới lọc và ngay cả một bộ ép trái cây chuyên dụng để các bạn có thể là linh động thay đổi từng bộ phận và từng chức năng riêng biệt như thế này, tiết kiệm được thời gian, dễ dàng vệ sinh chừa rửa và không có lẫn lộn những cái mùi thực phẩm lại với nhau nữa, đảm bảo là cái sự hấp dẫn trong từng mùi vị từng món ăn. Và mức giá chúng tôi đã áp dụng chỉ là 1.090.000 đồng mà thôi, được bảo hành trong vòng 12 tháng để có chọn một bộ máy xay ép đa năng 4 cối riêng biệt của thương hiệu Golden, thương hiệu được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đừng quên nhận thêm nồi lẩu điện cao cấp màu sắc ngẫu nhiên dung tích 3 lít. Nồi lẩu điện này cũng đến từ thương hiệu Golden, cũng đã từng là sản phẩm bán đất chạy và hôm nay sẽ là quà tặng đi kèm nếu như quý vị và các bạn đặt hàng thành công bằng cách gọi vào số tổng đài hiển thị trên TV để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi và miễn phí chi phí vận chuyển trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Hãy lựa chọn ngay máy xay ép đa năng 4 cối Golden, công suất hoạt động rất mạnh mẽ 400W, lưỡi dao bằng inox sử dụng bền chắc, chất liệu cối bằng nhựa ABS bền chắc, quý vị các bạn chúng ta sẽ yên tâm sử dụng an toàn, đa năng, an toàn và bền bỉ. Kết hợp giữa máy ép trái cây và máy xay sinh tố nhiều cối với thiết kế đa năng gồm bộ máy ép chuyên dụng, cối xay sinh tố, cối xay thịt, cối xay khô, đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm của cả gia đình. Máy xay ép đa năng 4 cối của thương hiệu Golden đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, bảo hành 12 tháng và mức giá 1.090.000 đồng. Đừng quên nhận thêm quà tặng nồi lẩu điện cao cấp màu sắc ngẫu nhiên, tặng thêm bộ 6 chén 6 muỗng sứ Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Cơ hội nhận ngay quà tặng giá trị hấp dẫn chỉ có cùng với chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Sở hữu nồi lẩu điện màu sắc ngẫu nhiên dùng tích lớn 3 lít, mâm nhiệt đút nguyên khối, truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, lòng nồi tráng men chống dính, dễ dàng chế biến các món ăn như nấu lẩu, các món chiên xào. Mua sắm nhiều hơn, nhận quà vui hơn cùng VTV Hyundai Home Shopping.